Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Jenga Resort and Casino, HT Learning Center. Sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Quý vị có bao nhiêu chương mục về hưu? Đây là thời điểm tốt nhất liên lạc ngay với anh Ted Ngô CFP 714-377-8700. My Phương Beauty and Wellness Center, xăm phong thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân, nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. Thảo Yên Hoàng Chủ tịch trở lại với quý khán thính giả. Cảnh sát và lực lượng an ninh của tiểu bang Ohio và tập trung tại trường Ohio State University tiếp tục truy lùng tay súng. Nội vụ xảy ra vào sáng sớm ngày hôm nay và cách California 3 múi giờ, cho nên nếu mà bên đó xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng, lúc đó ở California mới có 4 giờ sáng mà thôi. Thưa quý vị, đây là một nhân chứng, một sinh viên cho biết. Anh cho biết tôi đang đi học thì tôi nhìn thấy mọi người đã bỏ chạy và mọi người đều lo ngại hết. Và anh có thể giải thích làm thế nào mà anh đã ra khỏi được? Tôi chạy, đang đi về hướng những người đang bỏ chạy ra khỏi nơi đây. Và anh giải thích thì trên cái đường Woodruff. Một lần nữa câu hỏi đã lật ra thì anh chỉ biết là tôi thấy mọi người bỏ chạy đủ hết này. Đây là cái khu vực chung quanh của Ohio State University, thưa quý vị. Cho đến giờ phút này có 8 người bị thương và trong số 1 trong 8 người này đang trong tình trạng nguy cấp. Đây là những đang diễn biến và một trong những lời nhắn của trường Ohio đưa ra đó là run, hide and fight. Thưa quý vị, có nghĩa là nếu mà các học sinh chạy được thì chạy đi. Nếu không chạy được thì núp. Và nếu không núp không chạy được thì đánh trả fight luôn nữa. Vâng, quý vị, bởi vì họ nói rằng không để cho kẻ mà tay súng bắn. Và đây là những cái hình ảnh mới nhất đã được cập nhật liên tục từ sáng tới giờ. Có một bức hình do một sinh viên ở bên trong lớp học gửi ra về cho bạn bè. Và Thảo Yên có thể tưởng tượng không, mình là phụ huynh của các em thì bố mẹ nào cũng quan tâm hết, nhất là thấy con trai của mình 3-4 đứa đang đứng để mà thuyết cũng như là gửi những hình ảnh ra. Một cái cánh cửa đã được gửi đến, thưa quý vị, và cho thấy rằng là cửa ghế là sắp đầy lên hết để ngăn chặn cái tay súng bước vào trong lớp học. Bởi vì các học sinh đang ở trong trường cũng nhận được cái thuyết là run, hide cũng như fight trong lúc này. Cái con số mới nhất và vẫn được cập nhật là 8 người bị thương đã được đưa vào bệnh viện rồi, còn không biết được tay súng như thế nào. Có bị bắt chưa thì chúng tôi vẫn đang theo dõi và sẽ gửi đến quý vị phần tường trình chi tiết. Thảo Yên. Vâng, thưa quý vị, mới đây thì một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra ở Trung Quốc khiến cho 74 người thiệt mạng. Tin tức chi tiết là vào ngày 25 tháng 11, thưa quý vị, tuần trước và đúng ngày lễ Phục Sinh, thì một công trình xây dựng nằm ở thành phố Phan Trang ở của Trung Quốc đó, trong lúc mà các công nhân đang làm việc thì một cái xe cần cẩu bất ngờ bị đổ sập mà nó kéo theo nguyên cái giàn giáo của cái khối bê tông đang xây kết. Mà khi đó thì có gần cả trăm công nhân đang đứng ở trên cái khối bê tông đó làm việc. Thì đến ngày hôm nay, tin tức cập nhật được là có tổng cộng 74 người đã thiệt mạng, mà 68 người trong tổng số đó đã được xác định danh tính. Họ có tuổi từ 23 cho đến 53. Và ngay lập tức thì giới chức lãnh đạo của chính quyền Bắc Kinh, trong đó có ông Tập Cận Bình, đã lên tiếng yêu cầu là phải điều tra sự việc, nguyên nhân của sự việc. Và đến ngày hôm nay thì có 9 người đã bị bắt giữ, thưa quý vị. Trong đó có ông chủ tịch của công ty. Công ty này có tên là Phan Trang Power Station. Thì đây được xem là một cái tai nạn
liên quan đến ngành xây dựng mà khiến cho nhiều người chết nhất trong năm 2016 này tại Trung Quốc thưa quý vị. Vâng, tin cập nhật mới nhất vừa được báo cho biết là tay súng đã bị chết. Họ chỉ nói là the suspect dead, nhưng mà không biết vì cảnh sát bắn hay là tự tử. Một lần nữa thưa quý vị, tình hình bây giờ coi như có thể là đã ổn định rồi sau hàng loạt những cái báo cáo sáng nay liên quan đến vụ nổ súng trong trường đại học Ohio State University. Người đang ở trên điện thoại nói chuyện với đài ABC News địa phương, đài số 6 ở Ohio, đang báo cho biết là chuyện gì đã xảy ra vào sáng ngày hôm nay. Nhưng mà đa số các học sinh, sinh viên đều nói đó là họ chỉ thấy là mọi người bỏ chạy tán loạn hết, rồi nghe tiếng súng. Cô nói rằng là mọi người chạy tán loạn, bất cứ đi đường hướng nào cũng được hết. Và có một cây súng ngắn đã được tìm thấy ở hiện trường. Thì không biết được là cảnh sát của trường, lực lượng phản ứng nhanh đã nổ súng bắn chết tay súng đó. Và tay súng này thuộc về ai thưa quý vị? Đó là bản tin cập nhật mới nhất liên quan đến vụ nổ súng ở Ohio State University. Cho đến giờ phút này thì Breaking News cho thấy a suspect is dead. Không biết được bị bắn hay là đã tự tử. Thường thì những cái vụ đó vẫn thường xảy ra là sau khi nổ súng bắn chết xong tự tử. Trở lại, bà Jill Stein hôm tuần qua đã tuyên bố bà đã có được 7 triệu Mỹ Kim tiền gây quỹ. Vâng. Và vì thế, Ủy ban kiểm phiếu của Wisconsin đã đồng ý để kiểm phiếu lại. Ngoài Wisconsin còn có Michigan và Pennsylvania nữa. Vị trí tổng số phiếu có thể đưa bà Clinton nếu như tòa, bởi vì cái chuyện này nó còn ra tranh chấp ở tòa án nữa, tương tự như năm 2000 giữa ông Al Gore với ông George W. Bush. Cuối cùng thì tòa tối cao pháp viện phải ra phán quyết đó, là đưa cái phần thắng về cho ông George Bush đó. Thì đây là những diễn biến mà ông Trump sáng nay đã lên án dữ dội lắm. Và ông nói chứ có mấy triệu phiếu là gian lận đó, mà đáng lẽ nếu mà đếm lại đó thì tôi vượt qua bà Clinton về số phiếu phổ thông. Ông nói như thế nhưng mà không có căn cứ gì hết. Trong khi kết quả kiểm phiếu cho thấy bà Clinton số phiếu phổ thông là trên ông Trump tới 2 triệu phiếu. Ngày hôm nay bà Jill Stein đảng xanh và cũng nhận được sự hỗ trợ của bà Clinton, cũng đồng ý luôn nữa là cho kiểm phiếu lại. Bà Clinton nói rằng chúng ta muốn có một kết quả phiếu bầu được mọi người công nhận. Bây giờ đây có một số cử tri nói rằng là phiếu này bị gian lận. Gian lận như thế nào? Và bởi vì có những cái tin đồn đoán mà bà Jill Stein nói đó là ở Wisconsin đó là không có được đúng. Thì bây giờ kiểm phiếu lại thôi, mà nếu kết quả kiểm phiếu thấy rằng là ông Trump thực sự là trên phiếu bà Clinton thì là mọi người sẽ chấp nhận. Ông Trump thì ông tuyên bố cái việc hành động này thật là không có một cái lợi ích gì hết, mà thậm chí còn tốn kém tiền của cử tri nữa. Ông Trump nói gì? Vì sau cuộc bầu cử đó, đích thân bà Clinton đã tuyên bố nhận thua rồi, thì tại sao lại tiếp tục? Vâng, câu hỏi đặt ra là tại sao bà thấy cần thiết để mà thay đổi? Đấy. There were lots of hacks taking place around this election, hacks into voter databases, into party data. Tiến sĩ Jill Stein thuộc Đảng Xanh nói rằng là cái chuyện mà phiếu bầu được đếm lại để bảo đảm được là tất cả các lá phiếu để được tôn trọng. Thứ nhì đó, bà còn cho biết đó là đã nghe tin tức là có nhiều cái vụ tấn công tin tặc. Thì bà lo ngại là không trong những cái việc mà kiểm phiếu hoặc là bỏ phiếu bầu điện tử đó thì có thể tin tặc tấn công. Mặc dù trước đó các nhà chuyên gia nói rằng cái chuyện mà tin tặc tấn công vào các ủy ban phiếu bầu rất là khó, bởi vì nó không có centralized tất cả các hệ thống bỏ phiếu của các tiểu bang và kể cả các khu vực nữa. Quý vị thấy đó, đôi khi quý vị đi bỏ phiếu ở quận Cam nó khác đi bỏ phiếu ở Los Angeles. Và
ở California nó khác với những nơi khác. Chứ không phải là nhất thiết là mỗi một thành phố sẽ sử dụng cái máy bỏ phiếu tương tự như các thành phố khác. Cho nên đó là một điều mà giới chuyên gia nói rằng cái cuộc kiểm phiếu này rồi kết quả chắc cũng thuộc về ông Trump thôi. Nhưng mà bà nói rằng bây giờ tôi thấy cần có một cái sự công minh thì chúng tôi làm mà thôi. Vâng, chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo. Mình phần thứ mấy rồi? Phần thứ ba. Phần thứ ba rồi hả? Và ngày hôm nay là ngày thứ hai, cho nên anh Anthony từ công ty FMG lại đến hầu chuyện với quý khán thính giả. Kính mời quý vị cùng theo dõi và xin hẹn gặp lại Thảo Yên vào ngày mai. Vâng, xin kính chào quý vị và xin kính chúc cho quý vị có một tuần mới thật vui vẻ. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.